sao phải không? Còn đấy chắc của bên Quyên. Vợ. À còn Quyên. Vợ. Con bảo thế em muốn là những rời á. Mà anh biết em Tùng em học một tháng em mất bao nhiêu tiền. Một tháng của em bằng một năm ở quê, em học một năm ở quê không mà một tháng của em bằng. Ừ. Thế con ra con hỏi bác trường bác Như là là có nuôi con không thì con ở. Con bảo bác Như là bác Như ơi bác Như nuôi con nhá, xong là cho con ở quê. Thì mẹ gửi một đứa à? Một kỳ là 100 triệu. Hai thằng cứ một năm. Nhưng mà học từ đấy chứ là 6 là nghỉ rồi phải. Ừ, hết tập 6. Cũng vậy chỉ nhận được nghỉ. Chắc chắn là về thì có cháy rồi.